Mở cửa trái tim. Yeah. Chào. Chào em. Sao cơ? Không giống lắm. Rất quốc rồi đó. Cảm ơn. Tặng vô qua trái tim đi cơ. Dạ, em cảm ơn. Dạ, em cũng có cái gì tặng cho anh. Cảm ơn. Ảnh là đoán em đúng đó. Dạ, hình như là anh mẫu xanh. Đờ, chứ còn gì nữa. Khi mà cái cửa trái tim này mở ra thì cảm nhận đầu tiên của hai bạn là như thế nào? Em thấy bạn nữ rất là xinh, rất là dễ thương. Và có giọng nói rất là hay đấy chị. Còn em? Dạ, em thấy anh mặc phục hậu. Mặc phục hậu, khác trong hình phải không? Dạ, hồi nãy em cũng nghi nghi rồi mà. Nghi mà không chỉ, thấy không? Duyên chưa tới, chưa xui khiến. Quà gì đây em, mở ra coi quà gì nè. Dạ. Chị hay tò mò mấy vụ người ta tặng quà nhau lắm, tại mai tặng quà chị chứ. Ồ, cái găng tay. Lý do sao tặng cái găng tay vậy em? Dạ, tại vì hồi nãy em cũng chia sẻ là sở thích của em là thích trang trí nhà cửa với lại thích những cái nội thất nhà bếp. À. Mà em cũng thích chồng em là sau này vô nấu nướng chung với em. Vợ chồng là có tâm hồn ăn uống nha. Biết nấu ăn không? Dạ, biết chị. Nấu ngon không? Rất nhiều món. Vậy hả? Dạ. Món gì ví dụ? Dạ, nói chung là mấy món nướng BBQ hay là mấy món cơm truyền thống. Trời, BBQ nướng lấy bao tay này và bưng ra bưng vô là hợp lý rồi ha. Dạ. Tự nhiên nhắc tới ăn đói bụng đó quý vị ơi. Tới giờ ăn trưa rồi. Dạ, xin mời những món ăn của nhà hàng Vợ Họ Food. Xin mời hai bạn thưởng thức món ăn rất đặc biệt của nhà hàng Vợ Họ Food. Canh dừa tiềm gà ác bông trùng thảo. Cua lột rang tỏi ớt nè, mực hoàng kim chiên giòn và cơm chiên bào ngư tay cầm. Wow, món ăn trưng bày rất là bắt mắt, rất là đẹp luôn mà đảm bảo chắc chắn rất là ngon miệng. Tường đói bụng quá rồi, Tường cũng phải vào trong ăn cơm đây. Mời hai bạn thưởng thức một buổi trưa với nhau thật ngon, rồi tâm sự với nhau ha. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại. Dạ. Tự nhiên vừa ăn vừa trò chuyện nha em nha. Dạ. Rồi, chúc hai bạn ngon miệng. Mời Quỳnh ăn. Chị em hỏi là bình thường mình đi làm như vậy á anh, thì mình hay chạy ngoài đường á anh? Đúng rồi. Thì công việc nó ở các quận khác nhau. Mà như vậy thì cái thời gian làm việc của mình như thế nào vậy anh ha? Mình làm theo giờ hành chánh thôi. Có khi nào mà công việc là tự nhiên ban đêm cái người ta gọi cái anh phải đi không? Không, tại vì bình thường công ty nó làm buổi ban ngày thôi, hành chánh thôi. Còn ban đêm là thường rảnh thì anh cũng có làm thêm, như chạy xe công nghệ này nọ, kiếm thêm thu nhập. Hồi nãy anh thấy em nói là em thích đi du lịch. Thì không biết là em thích đi du lịch kiểu nào nha. Em là cũng thuộc dạng dễ tính, đi du lịch kiểu gì em cũng thấy. Nhưng mà miễn là đừng có kiểu khổ quá. Thực ra thì anh cũng thích đi du lịch lắm. Anh cũng có một cái team mà đi gọi là đi phượt á. Mỗi tuần hoặc mỗi tháng đều có những cái chuyến đi với nhau. Cuối tuần nữa, anh có hay tham gia một số cái chuyến đi thiện nguyện của đội công tác xã hội á. Đi sơn, bẻ tô cho các trường. Thì không biết thì cuối tuần em có rảnh không nha. Thì thường em làm bên trường thì tự làm từ thứ 2 đến 6 thôi. Vậy chủ nhật là em khá rảnh. Nếu mà được thì có thể mời em đi tham gia chung với hội anh nè. Dạ. Nhưng mà nãy anh nói là mỗi tuần với lại mỗi tháng là bên nhóm bạn anh đều có đi du lịch hả anh? Đúng rồi. Thường thường là đi là tối thứ bảy hoặc chiều thứ bảy. Có thể là tối thứ sáu đi thứ bảy chủ nhật về. Vậy khi mà anh có bạn gái mà bạn bè anh rủ đi như vậy á, thì làm sao mà anh phân bố thời gian được? Cái đó thì mình sắp xếp cái nào mà thấy thuận tiện hơn. Nếu như mà mình sẽ ưu tiên bạn gái hơn. Sau này cái dù gì thì gia đình này nọ thì vẫn phải ưu tiên hơn. Anh có hút thuốc không anh ha? Anh không biết hút thuốc. Dạ. Vậy hồi nãy em có nghe nói là anh hay đi nhậu ha anh? Tại vì thực ra là do hồi xưa là cũng đi bạn bè sinh nhật đám này nọ thì mấy đứa bạn nó cũng rủ đi rồi bắt đầu uống tập tành uống dần và sau này thời gian đây là bớt uống lại. Lý do gì mà vì sao mà mình bớt uống lại vậy? Nói chung là uống nhiều nó cũng không có tốt. Nó có tác hại phụ nên mình không muốn uống nữa. Dạ. Thì ngoài cái nhậu ra thì mình còn cái tật xấu mà không anh? Rất là anh không hút thuốc, không có cờ bạc, nó rất là đơn giản thôi. Đi du lịch gì là chắc anh đi hết Việt Nam rồi hả? Cũng không hết đâu. Còn phía ngoài Bắc Hà Nội đổ lên thôi. Mới đi Hà Nội đổ lại thì cũng tạm tạm. Vậy là cái kiểu của anh đi chắc là đi xe máy đi phượt. Cũng có thể là một thứ nhất là xe máy đi phượt, hai là mình đi du lịch, đi tour công ty. Hoặc là mình đi, mình thích mình cứ đi máy bay, đi ra mình muốn tham quan đâu đó thì mình cứ bay ra đó mình đi chơi thôi. Em ít khi mà đi, có dịp đi kiểu như ngồi xe máy mà đi từ tỉnh này về tỉnh kia lắm. Không biết em có thích đi Đà Lạt không nhỉ? Em không có duyên với Đà Lạt. Thì mỗi lần em lên Đà Lạt là em đều bị hư đồ. Hả? Hoặc là hai lần gần đây thì một là em bị gãy mắt kiến. Lần còn lại là em bị hư điện thoại. Nên em không có duyên với Đà Lạt lắm. Còn anh thì rất thích đi Đà Lạt.
một năm có thể là 6-7 lần đi Đà Lạt luôn. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Người ta muốn ăn không có ăn, mình ngồi ăn dạ. Không chịu ăn. Nãy giờ có bàn tới chuyện hẹn hò yêu đương gì chưa, hay là cứ hỏi vòng vòng thông tin ở xung quanh vòng ngoài thôi? Cũng có hỏi ảnh, nếu như có bạn gái thì cuối tuần ảnh sẽ chọn đi du lịch với bạn hay là dành thời gian với bạn gái. Sao bây giờ cuối tuần giờ có bạn gái thì làm sao? Thì đi du lịch với bạn rồi dẫn bạn gái theo. Ủa bạn gái không thích đi du lịch chung với bạn của em rồi sao? Thì lúc đó chắc em ở nhà với bạn. Theo em trong sống vợ chồng thì ai sẽ là người điều khiển quản lý kinh tế? Em nghĩ là phụ nữ sẽ tốt hơn. Tại vì bản tính em là chi tiêu bằng tiền thì không có hợp lý. Nếu như mà quen nhau thì em nghĩ bao nhiêu lâu nữa mình tiến tới hôn nhân? Thì em muốn là quen cũng phải ít nhất 1 năm. Thì lúc đó thì mới có thể đủ để biết được là cái bạn đó có thích hợp hay không. Rồi bao lâu nhau thì sau thì sẽ có con? Cái này cũng là do duyên thôi chị. Tại vì con là trời cho. Không, nhiều khi bây giờ là toàn sắp xếp hết. Bây giờ các bạn trẻ đa số là có kế hoạch. Bây giờ lấy nhau người ta muốn bao lâu à? Có nhà, có cửa mới có con cái, hay là muốn sanh sớm để sau này nhàn, thí dụ vậy, người ta đều có kế hoạch hết chứ em. Y khoa mà em nói chuyện rồi, tùy duyên, cũng có tùy duyên nhưng mà cũng có sắp xếp. Người ta chủ động, hoặc là nhiều người ta còn coi tuổi, coi đồ nữa. À em thì không có coi tuổi, ý là nếu dính thì đẻ thôi. À dính đẻ thôi. Dạ, đơn giản. Thoải mái. Rồi, mời hai bạn bóc những lá thăm, những lá bài trong này lên, đây là vui thôi, để các bạn có thể hiểu nhau nhiều hơn. Rồi, mời bạn trai bốc trước nè. Dạ. Em dạ xanh đi. Màu xanh hy vọng, đọc lớn lên nè. Thể hiện 5 tiếng cười khác nhau khiến đối phương vui nhất. Trời ơi. Em muốn em cười hay là em muốn bạn gái cười? Tại vì cái sau chưa biết là cái gì. Nếu bây giờ em làm thì lần sau là bạn gái. Bây giờ em cười đi. Em cười phải không? Dạ. Em kiểm tra giùm chị nha. Đúng tiêu yêu cầu trong đây không là bị phạt nha. Cười ra tiếng nha. 5 tiếng cười cho tôi cho được nha. Trời ơi. Chị lớn lên coi. Chát thiệt luôn. Đủ chưa? Dạ đúng rồi. Đạt tiêu chuẩn không em? Cũng hài hước lắm hả? Cũng hài hước. Sao vậy em thấy em cười gì hết trơn vậy? Gì cho nó hấp dẫn xíu coi nè. Đó, lựa đi. Hãy tưởng tượng hai bạn đi dưới mưa. Hãy bế bạn nữ đi 2 vòng quanh bàn và hát một đoạn ca khúc bạn thích nhất. Hiểu không? Dạ. Hiểu không? Dạ hiểu rồi. Ăn rồi, có sức chưa? Dạ rồi. Rồi mời em qua đây. Đầu tiên hai bạn hãy nắm tay nhau đi dưới mưa. Rồi sau đó trời mưa, xong em ẵm bạn gái lên, vừa đi 2 vòng vừa hát. Em biết hát không nổi thì mà em rap được. Rồi. Rồi bây giờ hai bạn đi dưới mưa đi nè, rồi ẵm lên nè, chừng nào mưa rồi ẵm lên nha. Rồi đi đi. Coi như tôi vô hình đi. Bữa hẹn hò đầu tiên. Đi dọc. Đó, mưa rồi kìa, mưa rồi kìa. Ẩm nổi không nha, đừng để người ta té nha. Ô, 2 vòng, quá dữ. Bố anh rất ước chịu, mẹ anh thúc mắt này nha. Bố anh phải đi lại gặp mẹ anh ở dưới tường nha. Điều này rồi mình không về, không liên lạc được gì cả. Chị để ra một mảnh giấy, đừng lo đến nơi con đi chơi xa. Ồ, em ơi, đi chỗ với anh, đi đến nơi không về đứa xa. Trời ơi, mới có 1.5 vòng thôi đó. Hết hơi rồi chị. Rồi, thôi được rồi, cảm ơn dạ. Em cảm nhận thế nào em? Sợ chị. Sợ rớt hả? Đủ sức khỏe không? Dạ đủ. Vòng tay vững chãi không? Dạ. Nhịp tim ổn định? Dạ ổn định chị. Cảm nhận như thế nào? Dạ nói chung là vui. Vui. Dễ bị hụt hơi quá. Dễ bị hụt hơi quá. Dạ. Có tập thể dục không em? Dạ cũng có chị. Hai bạn nếu mà có đến với nhau, tìm hiểu nhau nên có chế độ ăn kiêng và tập thể dục cùng nhau nha. Chứ mà mốt mà đẻ con nữa là phì lắm nha cưng nha. Mình đã thấp rồi mà còn mập nữa, mới đẻ con nữa là mệt lắm luôn á. Dạ. Có động lực rồi đó, hai bạn nhìn nhau có động lực để tập thể dục nha. Cũng khó kiếm được cặp xứng đôi vậy lắm á. Dạ. Bây giờ thật ra chị hỏi em nè, em nhỏ hơn bạn gái 1 tuổi đúng không? Dạ. Em nghĩ là mình có đủ sự chín chắn và trưởng thành để có thể che chở, bảo bọc và quan tâm mà. Dạ thì em nghĩ là có chị. Em đã sẵn sàng để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ đã có rồi chị. Em đã chuẩn bị những gì cho cái cuộc sống vợ chồng? Nói chung là chuẩn bị một chút ít rồi. Rồi. Còn sau này bắt đầu là nếu mà quen đi với nhau tới thì mình sẽ lập kế hoạch và tiến tới lâu dài hơn nữa thì sẽ chuẩn bị nhiều hơn nữa. Rồi. Bây giờ chị Tường cho mỗi bạn 30 giây nữa, chúng ta nhìn thẳng vào nhau. Va chạm cũng va chạm rồi ha. Thể hiện, nói chuyện, tâm sự, ăn uống cùng nhau rồi. Hai bạn hãy nói cho nhau nghe cảm xúc thật nhất của mình lúc này. Mình cảm nhận về cái cuộc gặp mặt này như thế nào? Rồi mời hai bạn. Em cảm nhận gì về anh không? Em cảm thấy anh cũng khá hài hước, cũng dễ thương, cũng có bàn tay vững chãi,
Dạ, với lại em cũng cảm nhận là anh là người ấm áp. Còn em thì anh thấy cảm nhận là em là một là giáo viên. Tại cái nghề giáo viên là anh biết là cũng hiền, cũng biết dễ nghe, quan tâm và biết kiềm chế cảm xúc. Thì anh thấy là rất là tốt và ở nhiều phụ nữ. Còn về phần mà sau này mà nếu mà có gia đình á, nếu mà không biết gì thì anh có thể giúp em. Tại vì thực chất là nấu ăn thì anh vẫn nấu được. Còn một số việc nhà thì vẫn chia nhau và san sẻ nhau, giúp nhau thôi. Đây cũng một chàng trai khá chân thành đó. Nói cũng rung đó, rung không phải lo rung mệt đâu. Chị biết không phải mệt là một chuyện, nhưng mà cái rung này là cũng một cái sự bối rối khi mà nói những cái lời. Thì ít có ai có thể nói được những cái lời mà nó chân thành và nghiêm túc khi mà có nhiều người xung quanh, cũng rất là ngại. Thì chị thấy là hai bạn cũng về hình thức thì cũng khá hợp lý. Đây là cái nhìn cá nhân của chị thôi. Còn cái việc mà cái cảm xúc, cái rung động bên trong của các bạn thì chỉ có các bạn mới cảm nhận được thôi. Thì bây giờ đến lúc quan trọng nhất, thì cái nút bấm này là cái nút bấm để mà hẹn hò, tìm hiểu và để tiến tới hôn nhân. Nếu chúng ta có sự đồng cảm, có rung động thì chúng ta mới bấm. Còn không rung động thì chúng ta không bấm, vì lịch sự không bấm vì bất cứ một lý do gì. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm và sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hai bạn bấm mạnh, không đồng ý thì mình lấy tay ra nha. Mời hai bạn nhắm mắt lại. 1 2 3. Hết thời gian. Em có bấm không vậy? Dạ không ạ. Lý do tại sao em không bấm? Tại vì em hồi nãy em có tiếp xúc với lại bạn nam á, thì em thấy là giống như cầm tay bạn bè. Là ở phía em hay là em cảm nhận ở phía anh này? Ở về phía em thôi. Là em chưa có một cái cảm xúc của rung động của cái trai gái, có nghĩa là chưa chạm được cái cảm xúc của em. Dạ. Em có suy nghĩ như thế nào? Dạ, nói chung là cũng bình thường rồi chị. Tại vì tôn trọng cảm xúc dạ, của bạn rồi. Gái. Tại vì mỗi người có đều có suy nghĩ khác nhau. Mình không có đặt áp nặng cái một vấn đề nào đó cho một người khác đối diện. Rồi, mời hai bạn lên. Sự hai bạn không bấm nút thì chị Tường cũng rất là buồn. Buồn là vì mình không có tròn cái trách nhiệm mai mối của mình thôi. Nhưng mà Tường rất là tôn trọng vì đó là những cái cảm xúc rất thật. Trước mắt là mình có lỗi với mình mà mình còn không có lịch sự với những người xung quanh nữa. Tường thấy hai bạn đều rất là dễ thương, rất là đáng yêu, ai cũng rất là chân thành. Thì Tường hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay rồi thì các bạn cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Quê quán là ở Đà Nẵng, hiện bây giờ đang sinh sống và công tác tại biên hòa Đồng Nai. Đào như gì anh? Đào Duy Hường. Đào Duy Hường hả? Dạ, Đào Duy Hường, quê quán ở Đà Nẵng, hiện bây giờ đang công tác ở biên hòa Đồng Nai. Em bán đồ ăn vặt. Bán đồ ăn vặt cụ thể là mình bán ở đâu anh? Có bán ở trên Sài Gòn, bán ở đối là nói trong đây cũng là mình đi bán cũng khắp nơi ở Sài Gòn, hầu hết cũng đi hết. Bán đồ ăn vặt cụ thể là món gì anh? Trứng nướng, bắp xào với là chả cá viên chiên. Coi như là mình có cái xe đúng không? Đúng rồi, mình có một chiếc xe để đi bán. Coi như là bán ở khu vực Sài Gòn, Đồng Nai đồ này kia luôn. Dạ. Rồi anh bán vậy thì thường cái thu nhập của mình thì như thế nào anh? Thì trong có hôm thì cũng tùy theo bữa, có hôm thì được 4-5 triệu, còn có hôm thì được 3-4 triệu, nhưng mà trung bình thì mỗi một hôm thì cả 3 triệu đến lại 3 triệu rưỡi là ngày á hả? Đúng rồi. Trời ơi bán cũng được quá ha. Thì ví dụ như tấm mà thứ bảy với chủ nhật thì mình bán cũng được ở là 5 triệu đến 6 triệu. Anh là sinh năm bao nhiêu? Là anh sinh năm 1981, ngày 20 tháng 1 năm 1981. Rồi, ok. Coi như là bây giờ là cái kinh tế của mình buôn bán này kia nó cũng ổn định rồi ha. Đúng rồi. Dạ rồi, ok. Bây giờ anh nói một xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Thì nói chung cái điểm mạnh của mình thì coi như là biết là sống tự lập, tự do. Mình biết tự quản lý và mình biết tự làm, có cái gì mình cũng làm được hết. Còn cái điểm yếu thì nói chung cái thời gian thì mình đi bán đêm thì nó cũng không có được cái thời, mình không có được cái thời gian để đi tìm hiểu bọn gái. Thì là em trai đến bây giờ thì mình cũng chưa tìm được bọn nào để vừa ấy, và cũng chưa có cô nào để mà họ chịu nói chuyện với lại mình. Nhưng mà trước giờ là anh đã từng lập gia đình chưa? Giờ đã chưa, về là cũng nói thiệt với là chương, cũng nói thiệt với là chương tình rằng là mình là mồ côi cha mẹ từ hồi nhỏ. Mình học trước nào là đang ở trong trại trẻ mồ côi của thành phố Đà Nẵng. Nên là mình bỏ mình đi bộ ở trong này từ hồi năm là mình mới có 15 tuổi.
Rồi bây giờ là mình đang tự sống và tự lập một mình. Vậy đó hả? Là ba mẹ mình mất hay là mình cũng không biết ba mẹ luôn? Thì nói chung mình cũng không biết ba mẹ mình luôn. Vậy là từ À, nhỏ là khi mà người ta sống ở có trong con thì trại mình trẻ à? cũng đợi. Rồi nói chung là hoàn cảnh của mình cũng đặc biệt ha. Rồi nhưng mà anh ví dụ anh buôn bán gì đó cũng gặp nhiều người mà chẳng lẽ không ai phù hợp với mình hả? Thì nói chung mình cũng có gặp nhiều người, nhưng mà khi họ rủi ro thì mình cũng có thiệt về cái hoàn cảnh của mình là như thế. Vì mình không có cho mẹ thì người ta họ lại kêu là họ cần một cái bữa ăn gia đình đã cho phở cá cho phở cá mẹ. Với hơn nữa thì họ thấy mình đi buôn bán một cái nghề như thế thì họ nghĩ là chắc sau này mình có nuôi nổi được họ không. Thì họ thấy như thế nên họ không, đây là họ không chấp nhận đâu. Nên là từ đó tới giờ là mình cứ mặc cỡ, mình cứ vùi đầu vào trong cái công, mình cứ vùi đầu vào trong cái công việc biết, mình cứ đi bán hàng ngày, mình cứ đi hùa thôi, không là nói chung không có một ngày nào nghỉ hết. Có như nay là mấy giờ anh đi bán? Thì nói chung tầm đó cỡ 4 giờ là đi bán, cho nên biết tới cỡ 1-2 giờ đêm mình mới về. Bán 4 giờ chiều tới 1-2 giờ đêm, coi như là nay là bán ở dưới Đồng Nai hay Sài Gòn? À, cái này mà nếu mà đi bán là đi bán tại Sài Gòn, nhưng mà bữa nay là nghỉ vì là ở bên chương trình hẹn hò nay thì phải nghỉ để ở nhà, chứ còn mà đi bán thì nó không kịp, có cái thời gian sáng mình làm hàng nữa, sáng mình làm hàng ra thì ví dụ Trời chiều ơi, lại là nhưng mình mà hôm nay chỉ là cái buổi cáp nhanh thôi mà. thì đúng rồi, thì cái buổi cáp nhanh, nhưng mà ví dụ trừ mình làm hàng ra thì mình cáp nhanh, ví dụ như tăng cái thời gian mình không biết là bao nhiêu lao ấy, nên là cũng sợ vì là Trời mình làm hàng ơi. ra mà không đi bán được là nó cũng. Rất là nghiêm túc luôn. Rồi ok, bây giờ anh nói một xíu về hình mẫu bạn gái anh mong muốn đi. Thì nói chung là mình cũng mong muốn rằng là tìm một người để biết đồng cảm và chia sẻ là cái thứ nhất, cái thứ hai nên là biết quan tâm về gia đình, cái thứ ba là biết yêu thương chồng con sau này thôi. Thì nói chung đẹp đặc xấu thì chuyện đó thì mình không có quan trọng, ví dụ chỉ có chồng rồi cũng được, mà giờ chị hỏi chưa có chồng cũng được, đối với mình thì chuyện đó là không có quan trọng. Rồi, anh còn cái yêu cầu gì đặc biệt nữa cô này nữa không? Thì nói chung mình chỉ cần cái là họ chỉ cần biết thông cảm và chia sẻ cho mình trong những lúc có cái công việc mệt nhọc như là đã như thế là đủ rồi. Có hơn nữa là mình cũng muốn họ thật lòng đối với mình. Dạ rồi, nói chung bây giờ anh chỉ cần cái người nào mà hiểu được cái hoàn cảnh của mình, là thương mình thật lòng với mình đồ này kia ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi anh còn yêu cầu gì nữa không? Hay anh có không thích điểm gì ở người phụ nữ không? Thì nói chung thì mình cũng không thích về là những cái ví dụ như là về và ăn chơi sa đọa hoặc là không biết lo cho chồng con, thì cái đó thì nói chung mình cũng không thích. Chơi sa đọa. Dạ rồi. Ok. Ủa rồi ví dụ như nay cát xong đi, buổi chiều nay, rồi chiều nay anh làm gì? Anh chuẩn bị hàng cho ngày mai hả? Đúng rồi, chiều nay thì chuẩn bị hàng cho ngày mai để ngày mai đi bán. À rồi. Ok, nói chung là hôm nay chỉ là cái vòng đầu tiên thôi, còn những cái vòng sau thì là sẽ có biên tập là việc thêm với anh cũng như là có người phù hợp á, thì chương trình sẽ hẹn anh để lên ghi hình trực tiếp luôn, gặp anh Quyền Linh nè, chị Ngọc Lan đồ ha, và gặp bạn gái luôn. Là Dạ thì rồi, nói ok, cảm chung ơn. Lê Quang Anh Tuấn hả? dạ Anh Tuấn hay là cái gì? dạ tên em là Lê Quang Anh Tuấn. Rồi, sinh năm 90, đang làm nghề tóc, là cụ thể là mình Dạ có tiệm hay mình làm cho người ta? dạ Mình có tiệm hay là mình làm cho ai? dạ chị, cái tiệm của em mở ở Sài Gòn luôn á chị. À, là có tiệm mở ở Sài Gòn, tên gì? Dạ tiệm cũng tên Tuấn luôn chị. À, rồi, mình là chuyên về tóc nam hay sao? Dạ nói em chuyên cả nam lẫn nữ luôn chị. Ừ, tóc nam nữ luôn. Rồi quê mình là ở đâu Tuấn? Dạ quê em ở Vũng Tàu chị ơi. Rồi ok, bây giờ mình nói một xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh điểm yếu nè, rồi sở thích tài lẻ của mình như thế nào ha. Dạ cái điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Còn cái điểm yếu của em là không biết ăn nhậu thôi chị.
Không biết Còn ăn em nhậu. thích là em thích là giống như cái việc mình làm, giống như cái gì nói chung mà mình thấy được là mình thích hết chị. Rồi mình có ca hát thể thao này kia đồ không? Ôi em hát hay lắm. Rồi hát thử một đoạn luôn đi. Hát thử một đoạn luôn. Hát thử đoạn lớn hả? Đúng rồi, trời, thể hiện luôn nha. Giờ mình hát đây nó quê quê sao chị ơi? Không sao, mình tự tin lên, trời ơi, có gì đâu. Phải làm sao em hiểu, anh giờ đây hết yêu. Rồi một đoạn thôi chị ơi, em thuộc một đoạn thôi tại Trời vì ơi, có có một chắc câu hát mà được. ngắn quá, nói chung là hát cũng được đó, à, thì cố gắng nếu mà được chọn á thì chuẩn bị bài hát gì đó lên để tặng cho bạn gái Trời, ha. em Rồi. hát hay lắm mà, giống như một cái bài nào mà em chọn lên em hát em tặng cho bạn gái là bạn gái em thích em liền. Trời, tự tin vậy luôn á hả? Rồi trước giờ là mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ từ mà lúc nhỏ đến lớn giờ là chỉ có đi thương thầm thôi chị ơi, tại vì cái em nhát gái lắm, chị thấy em nói chuyện vậy em còn run mà. Là không có quen ai mà chính thức hết hả? Dạ không chị ơi, giống 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 như mình thích người ta là mình thích thầm vậy đó, lúc mà mình sợ ra mình bộc lộ ra là mình sợ cái người ta biết cái là người ta hết thích mình luôn á, nên em sợ. Là hồi giờ thích người ta mà không có ai bày tỏ ra luôn. Trời ơi sợ lắm chứ, thà mà mình nói ra mà nói chung mà được á thì mình cũng tiến đến, mà nói ra sợ không là mình mất đi cái tình tình bạn đẹp luôn á chị. Rồi vậy thì là hồi giờ biết cảm giác nắm tay hay hôn bạn gái chưa? Cái đó chưa Chưa luôn. Trời ơi, còn trong qua trắng trên nguyên mấy đó cô hả? thu rồi á là em biết được cái cảm giác là nắm tay một người con gái luôn á chị, huống gì mà hôn nữa. Trời ơi, mình cắt tóc vậy rồi tóc nữ rồi mấy cô gái tới làm cũng nhiều, chẳng lẽ không tán được ai? Không chị ơi, giống như mình làm mình tập trung vào việc thôi, còn những cái vấn đề mà liên quan đến tình cảm đó thì nói chung là chị biết sao không, là em dẹp qua một bên. Hello chị ơi, vậy 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 là mình có tắt không? Ok, sorry chị bị rớt mạng. Rồi, bây giờ Tuấn nói luôn, chia sẻ về cái hình mẫu em mong muốn đi. Về ngoại hình, tính cách, tuổi tác, vùng miền của mình luôn nha. Chị ơi nói chung giờ em một người con gái mà nói chung là vui vẻ nhiệt tình là được rồi, còn cái hình học của người con gái thì mình đâu có quyền để mình chọn mình lựa đâu cho chị. Thì bây giờ mình phải nói yêu cầu ra, chương trình mới tìm cho mình được nè. Về tuổi tác, bạn gái thích làm sao? Nói chung là vui vẻ nhiệt tình à, rồi thêm biết nấu ăn thôi chứ em không biết nấu ăn. Rồi biết nấu ăn rồi, ví dụ như bạn gái tuổi tác vùng miền ở đâu thì được. Vùng miền ở đâu cũng được chị ơi, miễn sao mà có bạn gái là được rồi chứ, ế quá lâu rồi chị. À, vì ế quá lâu rồi, tuổi tác bằng mình hay nhỏ tuổi hơn hay lớn tuổi hơn? Nhỏ hơn chị ơi chứ lớn hơn, con gái mau già lắm. Thích nhỏ tuổi hơn đúng không? Rồi. Còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô này hay có điểm gì không thích ở bạn gái không? Dạ không, giờ giống như mình việc làm thì mình cũng có rồi, mình cũng ổn định cũng ở Sài Gòn rồi, nên giờ nói chung là mình làm mình nuôi vẫn được chị. Rồi ok. Nói chung hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu mà mình được chọn thì sẽ có một cái vòng 2 nữa, mình sẽ trao đổi kỹ thêm với biên tập ha. Và có cái người phù hợp thì chương trình sẽ báo cho mình để mình tham gia, mình ghi hình gặp bạn gái nha. Nhìn em xấu vậy chắc rớt rồi thiệt luôn, từ nhỏ tới lớn giờ ai cũng chê Trời ơi, xấu phải tự tin lên. Tuấn là mình cao nhiêu, nặng bao nhiêu ký? dạ em cao 1m76, nặng 75 kg. Nặng 75 kg. Rồi ok, ngoại hình ok mà. Thường ta ngoài là nhìn vô nó ngầu lắm mà không biết sao người ta ghét mình cái ngầu hay là ghét mình cái xấu mà đến giờ chưa có bộ. Nói chung là nhìn vô là thấy ngầu phải không, người ta sợ đó. Lên Nhìn phải vô cười nhìn vô nhiều đồ lên, gặp bạn gái phải cười nhiều, hát đồ này kia chuẩn bị. Rồi có ok.
Chị biết sao không? Cái tính đêm nó vui lắm, vui vẻ lắm, hòa đồng nhiệt tình lắm. Rồi ok, cảm ơn Tuấn ha, cái buổi cát của mình.